Hello, ngoài được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam khuya ngày hôm nay. Bây giờ đã là 12 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2023 rồi, đã bước sang ngày mới và ngoài được biết rất là xin lỗi quý khán giả vì ngày hôm nay thì mình vừa mới trải qua một hành trình cũng khá là dài và cũng khá là mệt, đồng hành cùng với các thành viên của đội tuyển Việt Nam từ Hà Nội bay sang Bangkok. Sau đó thì mình quay trở về khách sạn Ibis và gặp các thành viên trong đoàn du lịch của Ngoài Đường Pit. Và sau đó thì mình cùng với các thành viên trong đoàn đã có một chuyến tham quan có thể nói là cực kỳ thú vị ở Bangkok vào tối ngày hôm nay. Cùng thời điểm đó thì ở gần sân Thammasat, các thành viên của đội tuyển Việt Nam cũng đã có buổi tập để phục hồi nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết lượt về của AFF Cup năm 2022. Ngoài đường biết rất vui khi được đồng hành cùng với quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam khuya ngày hôm nay và mình cũng sẽ là cố gắng nói với cái âm lượng thật là vừa phải để không làm giật mình quý khán giả, đặc biệt là những ai mà vẫn còn dành thời gian để theo dõi phần trò chuyện của Ngoài đường biết. Ở đây là phần tập luyện của các thành viên đội tuyển Việt Nam vào tối ngày hôm nay ở một cái sân tập gần với sân Thammasat. Hình ảnh về phần tập luyện này do các đồng nghiệp của mình ghi lại. Và ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với những cầu thủ đá chính ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Mỹ Đình thì họ không ra sân. Chỉ có các trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cầu thủ dự bị mà thôi. Vào chiều ngày mai, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có buổi tập làm quen với sân Thammasat nơi sẽ diễn ra trận chung kết lượt về của AFF Cup và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được theo dõi thêm nhiều cái hình ảnh về phần chuẩn bị của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò để hướng tới cái trận đấu sẽ còn được dự báo là khó khăn hơn rất nhiều nếu so với trận chung kết lượt đi ở trên sân Mỹ Đình. Tất nhiên là vẫn có rất là nhiều những cái chỉ trích dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu mà chúng ta đã hòa 2-2. Nhưng thực tế thì như đánh giá của giới chuyên môn cũng như là với những khán giả mà mình đã gặp thì bên cạnh cái sự lo lắng dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì nhiều người vẫn cho rằng cái trận đấu ngày hôm qua ở trên sân Mỹ Đình là một trận đấu rất là hay của cả hai đội. Hai đội đã rượt đuổi tỷ số. Thái Lan họ nhỉnh hơn chúng ta. Họ thi đấu cực kỳ tự tin trên sân Mỹ Đình. Họ kiểm soát thế trận chỉ vì một cái lỗi, đó là sau khi chúng ta vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Tiến Linh thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta lại bất ngờ thi đấu chùng xuống và nhường hoàn toàn tuyến giữa cho người Thái. Và chính vì vậy mà việc Thái Lan họ ghi được hai bàn thắng sau hàng loạt các cái sức ép cũng là cái điều mà không có gì quá bất ngờ. Có một cái điều rất là đáng ghi nhận đối với đội tuyển Việt Nam của chúng ta là sau khi chúng ta để thua 2-1, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đã thi đấu như bừng tỉnh, đã cố gắng đẩy cao đội hình lên tấn công và đó cũng là lúc mà người Thái buộc phải lùi về để gia cố hàng phòng ngự và nhờ vậy mà sự thay đổi người trong khoảng 10 phút cuối của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã phát huy được tác dụng. Vũ Văn Thanh đã có một cái bàn thắng có thể nói là cực kỳ quan trọng. Nếu cả nhà không nhớ không lầm đúng không ạ? Văn Thanh thường có những cái bàn thắng đến ở những cái thời điểm rất quan trọng. Đó là bàn thắng vào lưới của đội tuyển Indonesia năm 2016 ở bán kết AFF Cup. Năm 2018 thì cũng vẫn là Vũ Văn Thanh với những cái bàn thắng mang tính quyết định để giúp cho U23 Việt Nam giành quyền vào chơi ở trận chung kết của giải U23 châu Á. Và ngày hôm qua thì Văn Thanh cũng đã có một cái bàn thắng có thể nói là giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta chết đi sống lại. Sống lại ở đây tức là chúng ta vẫn còn cái hy vọng để có thể là tạo nên cái bất ngờ ở trên sân Thammasat. Nếu nói đúng hơn mà chúng ta thua 1-2 thì không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chuyện gì sẽ chờ đợi đội tuyển Việt Nam
ở trên đất Thái nữa. Nhưng mà với cái kết quả 2-2 thì ít nhiều đội tuyển Việt Nam chỉ có một lựa chọn ở thế chân tường, đó là buộc phải thắng. Nhưng mà cái việc mà buộc phải thắng đó nó cũng sẽ mang đến một cái khích lệ rất là lớn về mặt tinh thần, và biết đâu là chúng ta sẽ thắng thật trong 90 phút. Và nếu thắng trong 90 phút thì đâu cần phải nghĩ lại cái trận hòa 2-2 ở trên sân Mỹ Đình nữa, đúng không ạ? Điều này nó không hề dễ dàng đâu cả nhà. Thái Lan họ cũng rất mạnh và họ đã chuẩn bị sẵn giăng bẫy để chờ đội tuyển Việt Nam của chúng ta rồi. Nhưng mà bóng đá là như thế, điều gì cũng có thể xảy ra. Xin chia sẻ với cả nhà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Wow. Bây giờ đang đêm mà cũng có hơn 113 khán giả đang theo dõi livestream, khá là bất ngờ. Mình mong quý khán giả thông cảm cho mình, vì ngày hôm nay thì đến bây giờ mình mới có thể là lên sóng để trò chuyện cùng với cả nhà được. Rất là xin lỗi cả nhà, tại vì công việc nhiều quá, bây giờ mới mở được cái điện thoại lên, mở được cái laptop lên để mà bật. Ngoài ra thì cả nhà cũng biết rồi là mỗi lần mà qua một cái quốc gia mới thì mình lại phải cài đặt lại YouTube, bởi vì YouTube thì họ sẽ đặt ra cái câu hỏi nghi ngờ về việc là tài khoản này tại sao bây giờ lại ở một cái vùng, một cái quốc gia khác, trong khi tài khoản ngoài đường pit thì là ở Việt Nam, mà sao lại đang livestream hay là đang lên sóng, đang đăng clip ở một quốc gia khác, lúc thì Indonesia, lúc thì Singapore, lúc thì Lào và bây giờ là Thái Lan. Cứ mỗi lần như vậy họ đều đặt ra các cái câu hỏi và họ sẽ bắt mình phải xác nhận. Nãy giờ là cũng tốn kha khá thời gian để xác nhận rằng là vẫn là tôi, vẫn là ngoài đường pit đang lên sóng, nhưng mà tôi đang ở bên Thái hay là tôi đang ở bên Sinh, bên Lào gì đó, là vẫn phải có những cái công đoạn xác nhận bằng mật mã xong xuôi thì mình mới được lên sóng, nên là nó cũng dẫn đến là khá là muộn, mong cả nhà thông cảm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn. Ngoài đường pit xin được gửi lời chào đến bạn Ngân Phan. Ui chào chú ngày mới ạ, xin cảm ơn chia sẻ của Ngân Phan. Đúng là bây giờ đã là ngày 15 tháng 1 rồi Ngân Phan ơi. Lúc nãy thì mình định lên sóng vào lúc 11:30, nhưng mà không biết sao cái máy lạnh trong phòng nó đang bị trục trặc, mà mình phải nãy giờ loay hoay ấn hoài, bên này nó nhiều nút quá, ấn không thấy lạnh gì hết, nên là nãy giờ cứ đứng lên đứng xuống để đo cái điều hòa coi nó có mát hay không, chứ không nó nóng nó ngợp. Mong cả nhà thông cảm. Xin chào bạn Ngọc Minh, xin chào bạn Voldemort, xin chào bạn Toàn Đỗ. Anh có cảm thấy như thế nào màn trình diễn thất vọng của Việt Nam trên sân nhà với đội hình B của Thái Lan? Chúng ta có một chút gì đó, chúng ta thấy là chúng ta chủ quan. Chủ quan sau khi chúng ta đã có bàn dẫn trước. Chúng ta cũng chủ quan sau khi mà Thái Lan họ đã liên tiếp có những cái tình huống tấn công nguy hiểm. Nhưng mà hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam vẫn để xảy ra tới hai tình huống sơ sẩy ở đầu hiệp 2. Đây là một cái giá có thể nói là rất đắt, là một cái bài học cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Còn về đội hình B của Thái Lan thì người Thái họ cũng thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt của họ đã từng đăng quang năm ngoái, như là Surachai nè, Subachok nè, hay là Chanathip Songkrasin, ngôi sao mà được xem là tài năng nhất của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy người Thái họ vẫn có Thiraton Bunmathan, một cái tên mà cực kỳ đáng ghét đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta, với những cái ứng xử của anh chàng này ở trên sân, những cái ứng xử, những cái biểu hiện ở rất là nhiều cái bên lề của các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, rồi các trận đấu có sự góp mặt của những đội bóng khác nữa. Tuy nhiên là chúng ta phải thừa nhận một điều là Bunmathan đã quá hay cả nhà. Một mình Bunmathan, nói đúng nghĩa hơn là ngày hôm qua, anh chàng này đã có thể xoay chuyển cái cục diện của trận đấu một cách rất là cay đắng cho hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Và chắc chắn cái tên Bunmathan sẽ là tâm điểm ở trận chung kết lượt về. Bởi vì mình tin rằng là
huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải nhìn ra được và phải cắt cử một cầu thủ có thể gây rối cho Bunmathan. Nếu như để cho cầu thủ này, cầu thủ đội trưởng của đội tuyển Thái Lan có khoảng trống thì có thể sẽ phải tiếp tục trả những cái giá rất đắt. Còn nếu như trong trường hợp là khóa chặt được Bunmathan thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ giải được bài toán mang tên Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là ông cũng cảm thấy rất khó khăn khi đối đầu với Thái Lan của Manu Pongking. Dường như đây là một người đồng nghiệp gây ra nhiều khó khăn nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù là ông Park cũng đã đánh bại Pongking ở SEA Games, nhưng đó là đấu trường U23, có tăng cường thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Còn bây giờ thì là đấu trường đội tuyển quốc gia, đấu trường AFF Cup, trình độ cao hơn rất nhiều. Thì năm ngoái, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thua. Và năm nay, ông đang phải trải qua một trận hòa. Như vậy là cũng rất khó khăn. Có thể nói là nếu không có những điều chỉnh về con người, thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn khi phải làm khách trên sân Thammasat. Và trong trường hợp mà để người Thái còn ghi được một bàn thắng nữa, dẫn trước trên sân Thammasat, thì rất khó để đội tuyển Việt Nam có thể ngược dòng. Còn nếu như đội tuyển Việt Nam thi đấu với tinh thần không còn gì để mất và các vị trí ra sân với cái phong độ cao nhất, không còn sợ thẻ nữa, mình tin rằng là về tinh thần thì là trận tới sẽ là một trận quyết đấu rồi. Các cầu thủ họ cũng chẳng còn ngán ngại gì cái việc phải nhận thêm một cái thẻ vàng. Tại vì vào tới đây rồi, cũng không còn trường hợp nào phải vắng mặt đáng tiếc nữa. Thì mình tin rằng là đội tuyển sẽ chơi khô máu. Nhưng mà tập trung có lẽ là cái điều cần thiết. Hy vọng rằng là sẽ có những cái thay đổi, bước ngoặt dành cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là về con người. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tú. Tinh thần các cầu thủ sao rồi sếp, nhắm qua được ải này không? Tinh thần thì mình không dám chia sẻ. Vì ngày hôm nay thì ở trên hành trình bay thì mình có quan sát các cầu thủ khá là nhiều. Tại vì chuyến bay ngày hôm nay thì ở phía trên đầu máy bay thì có hành khách khác. Còn khoảng đoạn sau cái khoang VIP vài hàng ghế là bắt đầu đến các thành viên của đội tuyển Việt Nam, kéo dài cho đến giữa máy bay thì hết khách. Mình cùng với anh Lê Huy Khoa là ngồi ở khoảng ngay cái cánh của máy bay. Thì một lúc sau mình có để ý xuống mấy cái hàng dưới thì chỉ có thêm khoảng 3-4 hàng ghế nữa là có khách ngoài thôi. Còn lại là những hàng ghế trống. Và khi máy bay bắt đầu lăn bánh ra đường băng á, thì là một loạt các thành viên của đội tuyển Việt Nam họ di chuyển xuống những cái hàng ghế trống đó để họ ngồi. Và khi máy bay đã ổn định ở độ cao và cho phép là cởi cái đai an toàn ra và chuẩn bị ăn á, thì là các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam mình bắt đầu là gỡ mấy cái thanh để tay lên, nâng lên và nằm luôn ở các cái hàng ghế, nằm dài qua để ngủ. Mình thấy các cầu thủ, cũng nhiều cầu thủ là ngủ, cũng nhiều cầu thủ là ngồi xem phim. Nói chung là tâm trạng khá là bình thường, nói chung là khá bình thản. Có lẽ là với các cầu thủ, cái cuộc đời bóng đá đối với họ nó đã quá quen với những cái hoàn cảnh như vậy rồi, nên là họ cũng không có quá là buồn. Nhưng mà ban huấn luyện và các trợ lý thì chúng ta cũng thấy rõ những cái hình ảnh đó. Cái clip mà mình đăng trưa ngày hôm nay á, mà đạt cái lượt view hơn 200.000 lượt view á, đến thời điểm này thống kê đã hơn cái con số 200.000 á, thì chúng ta cũng thấy huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện một cái hình ảnh khá là mệt mỏi, đúng không ạ nhỉ? Nhìn ông cũng khá là mệt mỏi. Và khi mà mình ngồi nói chuyện với anh Lê Huy Khoa thì mình hỏi sao mà anh ăn sớm thế, không đợi một chút nữa thì Vietnam Airlines họ cũng dọn đồ ăn ra mà anh ăn luôn. Thì anh Khoa anh nói là tối hôm qua có ăn gì đâu. Bảo sao vậy, đừng nói buồn nha. Bảo là ăn không ngon em mà, nói thiệt là về khách sạn thì nói chung là toàn đội cái tâm trạng chẳng tha thiết gì ăn uống, cảm thấy ăn không ngon nên là đói. Mà sáng nay thì cả đội dậy cũng muộn cho nên là ăn sáng thì cũng ăn qua loa thôi,
Bây giờ lên máy bay thì mới đói nè. Đói thì mới ăn. Mình nói là thôi có gì đâu, bóng đá mà. Trận vừa rồi cũng có thua đâu, cũng hòa hai đều. Anh không nhớ 2018 chúng ta cũng hòa hai đều ở sân Malaysia. Sau đó là chúng ta về và chúng ta thắng 1-0. Năm nay có khi là kèo nó ngược lại một xíu thôi. Là chúng ta hòa hai đều ở trên sân nhà và có khi là thắng 1-0 ở trên sân khách thì sao? Thì anh Khoa nói đây nó là cái công việc mà. Buồn thì vẫn buồn, nhưng mà làm thì mình vẫn cứ làm thôi. Và cầu thủ thì cái nhiệm vụ đó là cái nhiệm vụ đá là của họ. Lên chiến thuật là cái nhiệm vụ của ban huấn luyện. Cứ cứ cái gọi là cái guồng quay nó như thế thì vẫn cứ duy trì như thế thôi chứ cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Đó là em hiểu mà, cái này thì ai cũng như ai. Em cũng có những cái áp lực trong công việc của em thì cầu thủ cũng vậy rồi bọn anh cũng vậy. Nhìn thằng Bình kìa, nó ngồi nó coi kìa. Nó ngồi nó cũng lướt 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 một lúc sau là bắt đầu là anh trợ lý hình ảnh. Anh mới đi đến từng dãy ghế, anh nói là anh chép clip xong hết rồi đó, đưa đưa điện thoại đây anh AirDrop, đưa iPad đây AirDrop là hiểu rồi. Là lúc sau là mình thấy Thanh Bình coi cái đoạn clip mà cái anh trợ lý phân tích kỹ thuật á, phân tích hình ảnh á, anh ấy gửi đến cho tất cả các thành viên trong đội. Mình thấy Thanh Bình bắt đầu ngồi, bắt đầu tua tới tua lui, làm chậm, làm tới làm lui. Cái đoạn clip đó là cái trận đấu với Thái Lan đó, để bắt đầu là bản thân Thanh Bình là vừa coi để phân tích cái cách chạy của người Thái, tại sao lại có những cái khoảng trống như thế này đó, trong đó nó có những cái phân tích mình thấy cũng hay. Thì đó, tự các cầu thủ bây giờ thời điểm này thì có lẽ là họ cũng sẽ quên đi cái trận đấu vừa rồi, nhưng mà họ cũng sẽ có những cái phân tích rất là kỹ về cái thói quen của các cầu thủ Thái Lan để có thể là ứng phó ở trong cái lần tái đấu tới. 3 ngày nữa thì nói thiệt với cả nhà nha, Thái Lan thì họ có lẽ là cũng đã nắm hết sở trường sở đoản của đội tuyển Việt Nam hết rồi, cho nên hôm rồi họ đá trên cơ, nói thiệt là tuyến giữa họ đá trên cơ chúng ta chỉ có Hoàng Đức là thực sự là giữ được cái phong độ ở cái trận đấu vừa rồi thôi. Nhưng mà ngược lại thì mình tin rằng là đội tuyển Việt Nam sau cái trận đấu vừa rồi thì cũng đã ít nhiều là bắt được cái nắm được cái lối chơi của các cầu thủ Thái rồi. Xin chào bạn Quang Anh Official. Buổi tối thì mình nói nhỏ nhỏ chứ mình không dám nói to, nên là nếu mà âm thanh nó quá nhỏ thì mong quý khán giả thông cảm. Chứ đêm mà hét sùm lên mất công, có nhiều người bị giật mình nữa. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho Ngoài Đường Pitch xin một like để tăng thêm cái tương tác không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bạn Quang Anh Official có hỏi là Carabao là nhà tài trợ mới phải không chú? Đội tuyển Việt Nam không có nhà tài trợ tên là Carabao nha, Quang Anh Official. Xin chào bạn Voldemort. Hopefully I like your premiere video while traveling today. Oh, thank you, thank you, thank you so much. Xin chào bạn Lê Thủy. Móng Cái, chào anh Bít. Oh, xin chào bạn Lê Thủy ở Móng Cái, Quảng Ninh. Mình là đang ở Thái Lan, ở Bangkok. Xin gửi lời chào đến bạn Lê Thủy nha. Xin chào bạn Từ Vĩnh Đạt. Theo bạn thì lượt về Việt Nam có bao nhiêu phần trăm cơ hội vô địch? Với các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và với cá nhân của mình, 50-50. Chúng ta cũng không có gì gọi là buông bỏ cả. Hòa hai đều nhưng mà nếu chúng ta giành chiến thắng thì sao? Một trận đá banh bao giờ nó cũng vậy mà. Cầu thủ ra sân có bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ đá để thua đâu. Đội nào cũng như đội nào đều ra sân với cái quyết tâm là sẽ đá để thắng chứ. Và nếu muốn đá để thắng thì phải làm như thế nào? Chúng ta cũng thấy Thái đang là một ngọn núi rất là sừng sững. Nhưng mà đâu có nghĩa là sẽ phải sợ. Nếu như đấu pháp hợp lý và con người chơi hợp lý và có được một cái màn trình diễn đúng phong độ thì hoàn toàn có thể tự tin nghĩ đến chiến thắng, đúng không ạ? Còn nếu như là tư tưởng mà đã mang cái tâm lý là sang đây kiểu gì cũng thua thì thôi, xong, khỏi cần phải nghĩ đến nữa. Nhưng mà dù sao thì với các thành viên trong đoàn du lịch của mình, ngày hôm nay là tâm trạng mọi người thực sự là buồn đó chứ không phải không buồn đâu. Hôm qua xong là buồn nhưng mà quyết tâm lên đường, bởi vì dù sao thì đây cũng sẽ là hành trình cuối cùng
của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đội tuyển Việt Nam. Và khán giả mong muốn rằng là sẽ ở bên cạnh thầy Park, bởi vì những gì ông đã mang lại cho bóng đá Việt Nam suốt thời gian vừa qua là quá đủ. Người kế nhiệm sẽ tiếp tục cái nhiệm vụ đó. Họ sẽ làm như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được. Họ là ai thì chúng ta vẫn phải chờ. Tháng 2, VFF sẽ công bố. Còn lúc này thì cái điều quan trọng nhất đó là chuẩn bị cho những cái lời chia tay dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Những gì mà ông làm được, lịch sử bóng đá Việt Nam sẽ nhớ mãi và sẽ là một cái gọi là cái bóng vô cùng lớn dành cho người kế nhiệm nhà cầm quân người Hàn Quốc. Xin chia sẻ với bạn Từ Vĩnh Đạt. Xin chào bạn Lê Thắng lên sóng khuya thế em trai. Em cảm ơn ạ. Ngày hôm nay thì thực sự là em cũng đang rất là đuối, mắt rất là buồn ngủ rồi. Từ đêm qua đến giờ ngủ được 3-4 tiếng rồi. Bây giờ mới xong là bắt đầu ngủ một giấc thật là đã rồi. Sáng mai là bắt đầu đi chơi. Chiều mai thì ra sân để xem đội tập luyện và tham dự phần họp báo. Và Đức Viết cũng hy vọng sẽ mang đến cho quý khán giả thêm nhiều thông tin trong phần trả lời họp báo của hai nhà cầm quân, ông Manopun King và ông Park Hang-seo vào chiều ngày mai. Có lẽ là cũng khá là khác biệt so với những lần trước đây, là ngày mai thì phần trả lời họp báo sẽ diễn ra ngay trước cái thời điểm hai đội ra sân để tập luôn. Còn bình thường thì chúng ta cũng thấy là từ đầu AFF Cup đến giờ thì các buổi họp báo sẽ được tổ chức vào buổi trưa. Sau đó thì huấn luyện viên họ đi về khách sạn, họ ăn cơm, họ lên phòng, họ nghỉ ngơi. Chiều họ mới cùng với các cầu thủ ra sân tập. Nhưng mà lần này thì cũng giống như là cái hồi vòng loại thứ hai World Cup mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng gặp Thái Lan ở bên Thammasat. Thì buổi họp báo được tổ chức luôn ngay trước cái buổi tập của cả hai đội. Tức là hai huấn luyện viên họp xong thì là đội tuyển Thái Lan họ ra sân họ tập, thì huấn luyện viên của Thái sẽ ra cùng với các học trò, còn huấn luyện viên Park thì ngồi chờ đó. Đội tuyển Việt Nam tập sau chẳng hạn thì là sẽ ra với các học trò sau. Để mình coi lại cái lịch chính xác một lần nữa cái buổi tập của đội tuyển Việt Nam, mình xin chia sẻ lại cái giờ. Giờ ở Việt Nam và giờ ở Thái Lan, Bangkok là ngang nhau nha, nên là cái lịch sẽ cũng ngang nhau. Cả nhà chờ mình xíu. Ngày mai đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tập vào lúc 17:45. Đó, mình xin chia sẻ với cả nhà. Xin lỗi cả nhà. Ngày mai á thì 17:45 là đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trả lời họp báo, và 18:15 thì là đội tuyển Việt Nam sẽ tập làm quen với sân Thammasat. Còn đội Thái Lan thì họ họp báo vào lúc 16:30. Và 30 phút sau, tức là 17 giờ thì họ sẽ ra sân để tập luyện. Như vậy là trong thời điểm mà Thái Lan họ tập từ 17 giờ đến 18 giờ thì là lúc 17:45 ông Park Hang-seo cũng sẽ vào phòng họp báo. Đây là cái lịch của ngày mai. Bạn Voldemort, 16 tháng 1, see you in Thammasat. Thank you for traveling Thailand. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Voldemort. Xin chào bạn Classic Music. Thua 1-2 thì xác định không cần xem lượt về. Khá lo lắng cho tương lai của tuyển sau khi thầy Park nghỉ. Đúng vậy. Nhưng cũng là một cái điều mà nhiều khán giả mà không thích huấn luyện viên Park Hang-seo thì lại rất mong chờ. Mong chờ một cái sự đổi mới. Mong chờ những cái nhân tố mới trên ghế huấn luyện. Chúng ta sẽ cùng chờ cái thời điểm đó. Còn ở thời điểm hiện tại thì với cá nhân của mình, tất cả những gì mà ông Park mang lại đã rất đáng ghi nhận, rất tuyệt vời rồi. Và mình tin rằng là thắng hay thua sau cái trận đấu này thì cái thời điểm mà nhà cầm quân người Hàn Quốc nói lời tạm biệt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng sẽ để lại rất nhiều những cái cảm xúc. Bên này wifi vô khó quá, cái lúc đang live này.
Điện thoại mình không vô được wifi, khó chịu ghê luôn. Xin chào bạn Bích Hường. Ui, trông em tới giờ luôn đó. Trời ơi, em cảm ơn chị Bích Hường rất nhiều ạ. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho Ngoài Đường Pít xin một like được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà. Rất là muộn rồi đó cả nhà, 12 giờ 25 phút rồi. Những ai mà ngày mai đi làm sớm thì thôi, đóng máy đi ngủ đi ạ. Ngày mai về xem lại cũng được. Còn với những ai mà thức được thì ủng hộ cho Ngoài Đường Pít thì mình cũng đã rất là vui rồi. Xin chào bạn Kevin Ngô. Bạn Ngô Di Phú. Tình huống cuối cùng trận trước mà Hùng Dũng truyền cho Văn Thanh đang xin bóng thì chắc ăn bàn nữa. Thời điểm đó thì mình nghĩ rằng là đôi chân của Hùng Dũng đã không còn nghe lời Hùng Dũng nữa rồi. Cái việc mà truyền thẳng vào chân của đội bạn thì mình hoàn toàn hiểu. Cái đầu có thể là suy nghĩ đến rất nhiều phương án, nhưng cái chân thì không còn nghe lời nữa. Có lẽ là cũng đã đến cái thời điểm mà Hùng Dũng đuối. Cái thời điểm đó mình nghĩ rằng là cày nhiều quá, bị đuối rồi. Và cái động tác đó là cái động tác giống như là một cái gọi là bị đơ. Trên bảo mà dưới không nghe đó. Đúng nghĩa luôn. Thực sự là có rất là nhiều khán giả thì chửi Hùng Dũng, nhưng mà mình thì thông cảm, mình hoàn toàn thông cảm. Anh chàng này chắc là lúc đó đã đuối lắm rồi mới có cái đường truyền như vậy. Thực sự là mình đứng ở ngay check bên tay phải của Đặng Văn Lâm, và cả nhà biết là lúc đó mình không còn làm được một cái gì nữa cả nhà. Lúc đó là người mình nó cứng đơ hết. Tức là khi mà cầu thủ Thái Lan dốc trái banh thẳng về phía khung thành Văn Lâm là người mình bất động. Bình thường mình hay có cái thói quen là giơ cái điện thoại hoặc là giơ cái máy ảnh lên để bấm. Nhưng mà cái tình huống đó thì coi như là cái tình yêu cho đội tuyển của mình và những cái gọi là cầu trời cầu Phật á, nó đã lấn át cái tâm trí mình. Lúc đó mình không có làm, không có quay được gì nữa, mình cứ kiểu bị cứng người rồi. Mình chỉ giống như là lúc đó là trong đầu mình bảo là chỉ còn chờ cái bàn thắng đến với người Thái thôi đó. Thật sự là hết cả hồn đó. Nói thiệt với cả nhà là hết cả hồn với tình huống đó. Đến khi mà Văn Lâm mà cứu cho banh, trời ơi, lúc đó giống cơ thể mình nó giống như xả ra. Cái sự mà gọi là sợ hãi đó, đột ngột nó đến một cái, thật là dã man. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tú, bạn Vũ Thành Nam. Cháu chào chú đẹp trai. Xin cảm ơn Vũ Thành Nam. Sao ngủ trễ vậy ta? 12 giờ 28 phút rồi nha Nam ơi. Thôi con đi ngủ đi rồi ngày mai xem lại cũng được. Bạn Kevin Ngô có chia sẻ là chưa đòi được nợ Thái Lan. Đòi nợ cái gì? Bây giờ tập trung thi đấu cái trận này mình khó khăn lắm, nhưng không phải đùa. Nói chơi chơi nhìn thấy rất khó. Chỉ mong rằng là sẽ có một cái sự bình tĩnh, một cái sự tự tin lạ thường để mà chúng ta có được một cái chiến thắng. Xin chia sẻ với bạn Kevin Ngô. Xin chào bạn Cao Sa. Anh yên tâm đi, nếu Việt Nam ghi bàn trước thì còn cơ hội, còn nếu Thái ghi bàn trước thì khả năng về nhì là rất cao. Thì lúc này chúng ta không nhất thì chúng ta nhì thôi mà. Cũng chỉ có hai đội ở Đông Nam Á. Lúc chiều thì cả nhà có xem cái clip mà mình nói chuyện với cái anh tài xế Prasit không? Anh tài xế mà nói được tiếng Việt rất là giỏi á. Anh Prasit là nhân viên của công ty du lịch BK18 của anh Dũng. Anh Dũng là người xuất hiện trong cái đoạn clip mà mình mới đăng tải cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ đó. Anh Dũng là giám đốc của công ty. Anh Dũng có cha là người Thái Lan và mẹ là người Việt Nam. Tuy nhiên là toàn bộ cái tình cảm của anh thì anh dành cho đội tuyển Việt Nam của mình. Anh bảo là anh đã coi từ cái thời mà còn anh Lê Huỳnh Đức, anh Nguyễn Hồng Sơn, anh bảo là từ đó cho đến giờ không biết rớt bao nhiêu nước mắt vì đội tuyển Việt Nam của mình cứ đá qua Thái là thua, đá là Thái là thua, anh buồn lắm. Hôm qua anh kêu anh mất ngủ cả đêm chỉ vì anh ngồi anh phân tích lại trận đấu thôi. Mình bảo trời ơi, cái nhiệm vụ đó thì để cho ban huấn luyện đi anh, chứ mình là khán giả, mình buồn thì thôi mình ráng đi ngủ, mà mai còn đi làm. Anh kêu không ngủ không được, tức. Còn anh Prasit kia thì anh ấy khen cả hai đội, nhưng mà anh hỏi ngược lại mình là cái đoạn đó thì mình không có quay. Anh hỏi ngược lại là theo anh Dũng thì anh Dũng dự đoán là
đội tuyển Việt Nam có vô địch nổi không. Chứ còn tôi thì tôi nghĩ rằng là Thái Lan của tôi sẽ vô địch. Thì mình cũng nói là đến thời điểm này á, 2-2, tức là cả hai đội vẫn còn nguyên cơ hội. Chỉ có Việt Nam bị khó hơn một xíu thôi. Và cái khắc phục được cái chuyện đó thì tôi vẫn tin rằng là cơ hội để vô địch vẫn là 50-50. Xin chào bạn Sky GG, cầu thủ Việt Nam mạnh nhưng thiếu bản lĩnh. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Sky GG. Xin chào bạn Trần Dũng, Huề 2-2 thì đá hiệp phụ, Huề 1-1-0-0 là tiêu đời, Huề 3-3 trở lên là mình vô địch, còn thắng thì với tỷ số bao nhiêu mình cũng vô địch. Đúng rồi, chính xác. Xin cảm ơn chia sẻ của Trần Dũng. Bạn Thế Vân 1982, bạn Trần Vân Thế 1982, người Thái Lan họ có đánh giá cao đội tuyển mình không vậy Dũng? Họ có nói xấu sân Mỹ Đình không? Những ai mà mình tiếp xúc thì là đánh giá đội tuyển Việt Nam của chúng ta xứng đáng là một trong hai đội mạnh nhất của khu vực với Thái Lan. Tức là người Thái thì họ thấy rõ cái sự vươn lên của bóng đá Việt Nam mình trong những năm gần đây rồi. Thì đương nhiên là họ đánh giá rất là cao. Họ đánh giá cao Việt Nam mình giống như là họ. Tức là chỉ có hai đội là mạnh nhất ở Đông Nam Á thôi. Còn mấy đội kia đối với họ thì còn chưa đủ tuổi, chưa đủ trình. Mình tới câu nào rồi? Trời ơi, đêm mà mọi người tương tác khí thế quá. Dũng xin cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn á. Câu hỏi dưới quá trời luôn nè cả nhà. Oh my god, nhiều lắm. Mình mới đọc tới cái đoạn trên thôi. Bạn Nguyễn Ngọc Tú, đá trận này cần tinh thần thép lắm đấy sếp. Lo thật nhưng cũng hy vọng. Bóng đá mà, chúng ta mới 2-2 chứ chúng ta có thua đâu. Chưa có gì gọi là thảm họa cả. Bóng đá mà đối thủ chủ quan là chúng ta có thể trừng phạt được họ. Còn nếu chúng ta tiếp tục chủ quan giống như là cái đầu hiệp 2 vừa rồi thì còn gì để nói nữa không ạ? Đúng không ạ? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Ngọc Tú ạ. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho Ngoài Đường Pitch xin một like để tăng thêm cái tương tác ngày hôm nay được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà. Bạn Phạm Văn Sĩ, tâm trạng đội như vậy anh sợ mình có vỡ trận không? Cố lên Việt Nam, mình đã World Cup vòng 3 rồi mà. Như mình đã chia sẻ, tâm trạng của ban huấn luyện thì cảm thấy lo lắng, cảm thấy tức và phải tính toán rất là nhiều thứ. Cho nên là có cái sự lo lắng nhất định. Còn với cầu thủ thì như mình đã chia sẻ rồi, trạng thái của họ rất bình thường. Sáng nay vẫn chụp hình nhẹ nhàng ký tặng cho người hâm mộ ở sân bay, chụp hình cùng với Vietnam Airlines. Chỉ có huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông chủ động là thu mình lại ở một góc cùng với một trợ lý của mình. Ông ngồi ở đó và ông tránh, ông cố gắng là tránh được xa để đám đông là không cái phiền thôi. Nhưng mà có những cái thời điểm mà chụp hình, ông vẫn chụp hình vui vẻ và vẫn ký tặng bình thường, không có vấn đề gì. Nên là mình tin rằng là yên tâm, ngày mai là mọi thứ sẽ quay trở lại. Còn đây là những hình ảnh về chiều ngày hôm nay, khi mà đội tuyển của chúng ta tập luyện. Thước phim này thì nó hơi ngắn thôi, có hơn 40 giây. Nhưng mà tập như thế này thì có quay 1 phút hay 10 phút hay 100 phút thì nó cũng như vậy. Cho nên là mong cả nhà cũng thông cảm. Xin chào ăn ngủ bóng đá. Xin chào bạn Khang Lê. Bạn Trần Dũng, có thể Thái Lan mất sức rồi. Trận sau Việt Nam sẽ thắng. Thường là đội nào cố cầm hòa Việt Nam trận đầu thì trận sau gặp lại Việt Nam sẽ thắng. Wow, một phân tích có thể nói là mang đầy sự tự tin. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Dũng. Bạn ăn ngủ bóng đá. Hello Ad. Hello Idol, tối vui vẻ nhé. Bên Thái với Việt Nam cùng giờ giống nhau à Ad? Cũng 12 giờ đêm. Đúng rồi, cái này thì cái này trong địa lý chúng ta học thì chúng ta cũng biết rồi mà. Có gì đâu mà khó hiểu, không thì search Google là ra ngay cái gì đâu. Đơn giản mà. Bạn Khang Lê, Dũng ơi, hình như Bunmathan bị hai thẻ vàng hay sao thế nhỉ? Bunmathan bị một thẻ vàng, xin chia sẻ với cả nhà. Ngày hôm qua thì truyền hình họ để cái số thẻ nó bị sai. Vì vậy mà nhiều người cứ đinh ninh là Bunmathan bị hai thẻ vàng. Thực tế thì anh chàng này chẳng có vấn đề gì.
và anh ta sẽ thi đấu từ đầu ở trận đấu chung kết lượt về. Cái này là do lỗi của bên truyền hình. Xin chào bạn Vũ Việt Trọng. Tuấn Anh nên trận sau đá. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Vũ Việt Trọng. Bạn Bùi Bảo. Miếng đánh của người Thái đã tập duyệt nhuần nhuyễn hạ Việt Nam hai bàn đơn giản lãng xẹt. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Bùi Bảo. Đó là một cái sự chủ quan. Và thứ hai nữa là một cái sự gọi là có phần nào đó là lỗi của một cầu thủ vừa vào sân, chưa kịp thích nghi liền. Đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Thì việc mà anh di chuyển lên chậm một xíu, một nhịp thôi là đối thủ họ đã thoát, đã phá được cái bẫy việt vị thành công. Thực sự là cũng là đáng tiếc. Nhưng mà bóng đá nó là như thế, nó cũng bình thường. Đối với mình nhé, và với nhiều huấn luyện viên á, mà mình hỏi chuyện á, thì họ cảm thấy rằng là cái trận đấu ngày hôm qua nó hoàn toàn bình thường. Tại vì sai sót nó là cái câu chuyện đương nhiên trong bóng đá. Có thể thời điểm này bạn đá rất hay và bạn sẽ không thấy những cái sai sót đó. Nhưng mà có những cái thời điểm tính chất quan trọng, chỉ cần một cái khoảnh khắc cũng vẫn xem là bình thường đó, nó lại tai hại. Cho nên là phải chấp nhận từ cuộc chơi đó thôi. Và để sửa sai thì còn có cách nào đâu. Vì chúng ta còn 90 phút mà. 90 phút để sửa sai đó. Thể hiện ở đó tốt thì là thắng. Còn thua thì phải chấp nhận là người Thái mạnh hơn thôi. Chẳng còn cái cơ hội nào. Bạn Quang Anh Official. Carabao tài trợ cho Hoàng Anh Gia Lai mùa sau phải không ạ? Đúng rồi. Chính xác. Cái này mình đã chia sẻ lâu rồi mà. Có gì đâu mà bất ngờ dữ vậy. Đã coi biết bao nhiêu cái livestream của mình nói về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là mình đều nhắc đến cái việc là năm sau Hoàng Anh Gia Lai họ sẽ thay toàn bộ các nhà tài trợ. Họ sẽ có những nhà tài trợ mới đến. Trong đó là có nhà tài trợ chính là Carabao, nhà tài trợ trang phục thay thế cho Mizuno, một nhà tài trợ trang phục từ trước đến nay. Họ là một xưởng gia công đồ. Và họ thiết kế một loạt những cái trang phục cho 12 đội tuyển tham dự World Cup vừa rồi. Trong đó có cả đội tuyển Argentina. Xin chia sẻ với bạn như vậy. Đây là một cái công ty gia công xuyên quốc gia. Trụ sở hình như là bên Thái này. Hình như bên Thái hay bên nào á. Thái hay là Ấn Độ hay ở đâu á. Xin chào bạn Tuấn Võ, đừng vội bi quan, 2018 hòa Malaysia 2-2 trên đất Mã rồi thắng 1-0 nâng cúp, hành trình cũng khá giống 2022. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Tuấn Võ. Bạn Voldemort, Tiến Linh is the good striker on the air. Tiến Linh là một tiền đạo giỏi khi không chiến. Thank you. Bạn Trần Lương, do xả chạy nên cầu thủ về với vợ nên chạy không nổi. Lượt về Việt Nam sẽ mạnh mẽ và chiến thắng. Hôm vừa rồi xả chạy cũng không được phép về. Xin chia sẻ với bạn Trần Lương. Xả chạy đây là các cầu thủ được tự do đi chơi cả một ngày, không phải tập thôi. Chứ còn không có được ngủ qua đêm ở nhà đâu mà được đi về. Xin chia sẻ với bạn, các cầu thủ họ cũng rất là ý tứ ở trong cái thời điểm này. Họ rất là biết giữ gìn. Hôm đó thì mình thấy các bạn ấy rủ nhau đi uống cà phê là chủ yếu. Xong rồi đi giải quyết một số những cái sự kiện. Bạn Nguyễn Hoàng Anh, tính theo chu kỳ của tuyển Việt Nam ở AFF. Đá 7 trận, cứ thắng 1 trận, lại hòa 1 trận. Trận tới tuyển Việt Nam sẽ thắng. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Hoàng Anh. Chúng ta không, cũng chu kỳ nếu mà nói là thắng 1 thì cũng không đúng. Tại vì chúng ta thắng Lào, xong chúng ta thắng Malai, rồi chúng ta hòa Sinh, xong chúng ta thắng Myanmar, rồi chúng ta hòa Indo, xong chúng ta lại thắng Indo. Như vậy thì cái hai cái trận đầu nó không có theo cái chu kỳ đó.
Không biết là lần này thì có giống những cái chu kỳ từ cái trận sinh hay không. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho Ngoài Đường Pít Sinh một like được không ạ? Xin chào bạn Hải Nam. Mình tin tưởng các chiến binh sao vàng của chúng ta sẽ thắng 1-0, đem lại cho người hâm mộ và cả thầy Park Hang-seo cho trọn vẹn niềm vui. Chúng ta hãy tin tưởng vào những chiến binh của chúng ta. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hải Nam. Đoàn du lịch của Ngoài Đường Pít sang Thái Lan lần này, nếu không tin tưởng thì đã cancel. Mình cũng xin chia sẻ với cả nhà là tối ngày hôm qua cũng đã có một số thành viên cũng đã trước đó cũng có đăng ký sơ bộ, nhưng mà sau đó thì họ đã quyết định là không sang Thái nữa, bởi vì họ không, có lẽ là cũng không có cái niềm tin chiến thắng của đội tuyển nữa, nên là họ cũng quyết định là ở nhà. Một phần bị tác động cũng khá lớn từ gia đình, bởi vì đơn giản là Tết cũng đã cận kề, họ quyết định là thôi, họ báo với mình là họ không không đi nữa, yêu cầu mình là thôi khỏi cần đặt thêm phòng. Còn với đoàn du lịch trước đó mà đã đăng ký trước, đã mua vé xong từ ngày 14 tháng 1 thì là cả đoàn đều quyết tâm là lên đường để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Thắng hay bại thì còn 90 phút ở trên sân Thammasat, và lúc này cái điều quan trọng nhất là tiếp lửa tinh thần, cho nên là cả đoàn quyết tâm lên đường. Cái điều này thực sự rất đáng trân trọng. Xin chào bạn Nguyễn Đăng, chỉ có Tấn Anh mới khóa chặt được Theraton. Đây cũng là một giải pháp mà mình nghĩ đến. Xin cảm ơn chia sẻ của Nguyễn Đăng. Bạn San Gaming Việt Nam. Việt Nam hiện tại đã giống như thời điểm Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup anh ạ. Cảm thấy tuyến giữa hơi thiếu khả năng phòng ngự. Tấn Anh đá tuyến giữa có lẽ yên tâm về khâu phòng ngự. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Chị Hồng Lê hôm nay thức khuya vậy em, cho chị gửi lời chúc thầy Park và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam hãy cố lên, tin sẽ chiến thắng. Em cảm ơn chị Hồng Lê ạ. Bạn Trần Dũng đề nghị Văn Lâm không nên mặc áo vàng nữa, hãy mặc áo xanh. Ở cái này thì Dũng bó tay rồi, cái này bạn phải đề nghị với liên đoàn chứ đề nghị gì với Dũng. Dũng đâu có tác động gì được. Bạn Trần Thiên Ân, hai anh có nghĩ đội tuyển Việt Nam nhớ Công Phượng không anh? Cũng không rõ, Dũng không rõ câu này. Đội tuyển Việt Nam ở đây bạn hỏi rất mơ hồ. Bạn có nhớ Công Phượng hay không? Mình thì mình nói là mình nhớ. Bạn thì bạn đang hỏi này chắc là bạn cũng nhớ, đúng không? Nhưng mà có những người khác thì họ quan tâm gì đến Công Phượng, họ không thích Công Phượng thì bảo là nhớ làm gì. Đúng không ạ? Rồi ví dụ như là trên đội tuyển đã xác định là không có Công Phượng này thì lỡ họ nói là không nhớ thì làm gì đâu, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Em xin cảm ơn lời chúc sức khỏe của chị Đỗ Linh. Xin chào bạn, xin cảm ơn lời chúc của anh Hải Nam, bạn bánh cuốn DZ. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách một trận thắng nữa để lấy cúp nên nhớ Việt Nam đang bất bại. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn bánh cuốn DZ. Bạn Ngọc Sương, à chị Ngọc Sương hay anh Ngọc Sương gì đó. Em ơi, lần làm sao đội tuyển Việt Nam mình đá không bị trượt chân, còn Thái Lan thì không bị trượt chân vậy? Thấy lo cho các em, thấy Malaysia đá cũng trượt chân bên sân Thái á. Cái đó là do lỗi của mấy ông Malaysia thôi, chủ quan. Giang hồ hay nói cái câu là ngu thì chết chứ bệnh tật gì, đúng không ạ? Cái sân nó đã như vậy rồi, trượt té một lần thì hết hiệp làm ơn lấy cái đôi giày bọc đinh á mà đi vô, đúng không? Không thích thì vẫn cứ thích đi cái đôi giày kia thì ráng chịu thôi. Thì chắc chắn là cầu thủ Thái họ đã đi cái đôi giày kia rồi, làm gì mà trượt một lần mà để đây tới trượt tới mười mấy lần trong cả một trận đấu. Hết cầu thủ này đến cầu thủ kia trượt chân như vậy thì lỗi ở ai, chúng ta trách ai nữa, đúng không ạ? Malaysia trách ai? Trách chính họ thôi. Mỗi cầu thủ bao giờ đi đá banh, đi đá những cái giải đấu này, họ chẳng mang theo cả chục đôi giày cả nhà, đủ các thể loại giày luôn để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Biết sân vừa xịt nước mà bị trơn, lấy cái giày bọc đinh nó nặng, nó bám rất là tốt, ok. Gì mà tội vậy, đi cái đôi giày cho nó nhẹ vô nhưng mà nó không bám tốt thì chịu thôi, lỗi của chính họ thôi. Còn Việt Nam mình thì kỹ lắm, không lo chuyện đó đâu. Xin chào bạn Khắc Hưng,
Bên này là 2 giờ 26 rồi. Ủa Khắc Hưng ở đâu rồi mà 2 giờ 26? Chị Ngọc Sương chị ở Hàn bây giờ là 2 giờ 20 rồi. Cũng rất là trễ rồi. Rất là cảm ơn quý khán giả. Xin cảm ơn lời chúc của bạn Trần Tiên Sinh. Quý khán giả đang theo dõi livestream, nếu yêu thích thì có thể cho ngoài đường pit xin một like. Công nhận là đêm rồi mà mọi người vẫn còn xem livestream của mình rất là nhiều, hơn 700 lượt like đang đồng thời. Rất là cảm ơn cả nhà. Xin chào ẩn danh. Xin chào bạn Nguyễn Văn Thuận. Bạn Thuận thì có chia sẻ là ngày mai là ngày chủ nhật. À, có lẽ vì vậy mà mọi người thức khá là khuya. Cũng là một cái may mắn cho mình được trò chuyện với cả nhà vào buổi đêm như vậy. Bạn ẩn danh, theo đánh giá của anh thì Việt Nam có thể thắng ở sân thảm sát không? À, đúng rồi, cái sân này mình hay đùa là sân thảm sát, không biết là nó thảm Việt Nam hay là sẽ thảm chính Thái Lan đây. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đến thời điểm đó. Quan điểm của mình, tình yêu của mình thì mình tin rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của cá nhân mà thôi nha, chứ không đại diện cho bất kỳ một cái gì được đâu ạ. Bạn Nguyễn Mạnh, em ơi có nghĩ trận sau cho Văn Quyết thay Quang Hải không? Em xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh ạ. Cái này thì em nghĩ rằng là trận đấu tới sẽ có khoảng hai vị trí thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Còn Quang Hải có lên ghế dự bị hay không thì em chưa dám trả lời, em chưa dám chắc tại vì không biết. Nên là sợ trả lời bậy. Xin chia sẻ, nhưng mà em nghĩ phải có hai sự thay đổi ở hàng hậu vệ và hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Xin chào bạn Nguyễn Kiệt, em đang nằm với vợ thấy thông báo phải ra coi liền. Ôi má ơi, sao em không ôm vợ ngủ đi. Mai coi lại, sáng mai bật lên Nhâm Nhi cà phê, nghe nói cũng được mà. Cái này là lỗi của anh đó. Em làm vậy là anh tưởng anh bị anh có lỗi đó. Thông cảm nha. Xin chào bạn Nguyễn Thành Vạn, bạn Nguyễn Thành Đông. Lượt về thì em nghĩ sao? Dạ. Trong tim thì ai mà chẳng muốn đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ạ. Lý trí thì sẽ thấy khó khăn ạ. Bạn Nguyễn Thị Huyên, không biết sao mình vẫn tin là Việt Nam chiến thắng. Vì chúng ta đang hòa hai đều. Và nếu chúng ta chiến thắng thì chúng ta giành cúp. Cho nên là cái tư thế chúng ta cũng đâu có đường lùi và chúng ta cũng chẳng có gì để mất, thì sợ cái gì đúng không ạ? Chơi tới bến luôn. Mà chơi tới bến rồi thì có gì đâu mà phải ngại đúng không ạ? Có khi Thái lại ngại. Thái sẽ bị mang tâm lý chứ, đúng không ạ? Xin chào bạn Mậu Thông 78, bạn Quý Thành Phát, bạn Trần Thức. Dạ, hôm nay em công việc cũng vừa mới xong thôi. Vừa đưa đoàn du lịch về tới khách sạn nghỉ ngơi xong mới chuẩn bị các cái công cụ để mà livestream bây giờ mới xong nên là mới lên sóng được. Rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian để theo dõi livestream. Bây giờ thì cũng đã 1 giờ đêm rồi và ngoài đường pit thật sự là rất hạnh phúc khi có hơn 700 khán giả vẫn dành thời gian để theo dõi phần trò chuyện của mình. Bây giờ thì ngoài đường pit xin được gửi lời chào tạm biệt đến cả nhà. Ngày mai thì 8 giờ là mình cùng với đoàn du lịch lại xuất phát đi tham quan một số địa điểm đẹp ở Bangkok rồi. Nên là cũng phải xin phép đi ngủ sớm. Cũng không sớm lắm rồi. Xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý khán giả. Dũng chúc cả nhà một buổi tối thật là bình an, ngon giấc và hy vọng rằng là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các chương trình tác nghiệp tại AFF Cup. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà ngủ thật ngon.